Cô anh thì có vất vả mấy không? Cô anh nhàn, Sao cô anh nhàn? cô anh nhàn lắm. Cô là lấy con ông nội lạc ấy, nhưng mà nhà thì cũng không phải địa chủ phú nông gì, thì cô anh này làm ăn chẳng có cái gì, không vướng mắc cái gì. Là cô đây mấy lần nó ghét, một lần Tây nó ghét, một lần Việt Minh nó ghét. Ủa mấy chị em là cô họ được đi học nhiều nhất hả? Cô học nhiều nhất đấy. À, Ừ. cô hồi cô học ở đâu? Học tập. À, học tập. Ừ. Ừ. Học ông tập thế xong rồi về sau ông tập bị ấy, thế là cô lại ra hội kê, cô học ở hội kê. À. Ừ. Ra hội kê thì học ở trường tổng sư, Chừng. ở ông tập thì là hương sư. À. Ừ. Cái hồi ấy thì ông nhà ta cứ định là cho cô đi lên huyện học, nhưng mà cô Ừ. không đi nữa, nó không có ai. À. Bây giờ có cô Mỹ thì cô Mỹ cô lại đi rồi, cô không còn nhà. Thế này với lại cô Tuyết chồng Hưng nó không Ừ. đi, thế mỗi mình cô bảo này. Chứ không đáng nhẽ là ông mới lấy cho cô đi học ở huyện. Mà sao hồi đấy mình cô cho cô mình cô đi học? Ừ, mình cô cũng đi. Mà sao cô học nhiều hơn cậu Hỷ à? Ừ. Nhiều hơn luôn. Ừ. Chỉ không học được cái hồi ấy. Mà cái hồi không học được, học thì ông cho học huyện đấy. Ừ. Ừ. Nhưng mà bây giờ nó không có ai thì cô không đi. Bây giờ nó nhân viên có bà Hỷ cả, bà Ừ. ấy mới ở Duy Tha. Thế là bà mẹ đẻ ra bà Hỷ, bác Hỷ cả, Ừ. Ừ. thì là bán hàng cơm. Dạ. Thế là nếu lên họ học ở đấy thì chỗ ở nhà ấy. Ừ. Thế mà cô không, mình cô cũng ngại. Ừ. Chứ có ông cho đi, đáng nhẽ cô đi học thì bây giờ cô cũng chẳng ở đây. Ừ. Thật, học thì phải làm gì chứ, học rồi ngồi ở nhà. Được cái cô học thì học Cô đuổi khác, hen bướm mình coi. cô học rồi học Hai chỗ cũng giỏi. đuổi hen bướm rồi. Ừ. Tính thật. Học ở trường ngoại kê là nhất ấy, Ừ. nhất cô giỏi. Về sau cái ông tổ sư ông ấy toàn cô mà viết bảng cho những học sinh, những bài ấy, mà bài viết lên bảng cho học Ừ. sinh, nó dưới nó chép. Thế là ông cứ bắt trên bảng viết. Sao cô anh nhà nhỏ hơn lại không được đi học? Cô anh cô không học, Ừ. cô anh cũng không được đi học. Ừ. Ừ. Cậu Thế Chu sao thì được à? ông chủ thì có đi học, ông Hỷ Ừ. có đi học, cô có đi học, Ừ. nhưng mà Đấy, tôi lấy cho có để, tôi giết lấy không? cái gì Tôi giết. đâu cái gì Nè. Cháu có để tôi giết vào đây không? Để cái gì không biết, cho ngày nôn lấy tao không biết để ý đâu. Không Hoa có nhá. hoa Ừ, đang lấy trên đất thì vào đi. Không có nhá thì vào ngon, không có nhá. Không có nhá. Ừ, Đấy, đi mà trên nó đất có đi ở đi. bàn đấy cho tao có làm gì. Đi đâu trên đất thì vào đây thấy đi. Gọi sao chân đi chân không dùng. Nếu không có Hình như mày đi đất thì ra đây chứ. đất lên đó đi mà để đâu. Không có chiếc ở trong tay. À, thế thì ở nhà. Không đi à. Bây giờ mày đi đất ra đây đi chứ. đất lên đây không có đâu. Sao lại đi đi giết. Ai đi à bác? Ừ. À, con nhánh bằng à? Không. Già rồi sao con anh bằng được? À. Thế là ai? Em không biết. Cháu ruột con bà Cháu. cả. À, bên 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 ngoại. quê ngoại gì? Ừ. À, thế thì cháu không nhận được. À, thì anh về bao giờ? Về tối hôm qua. À, thế à? Ừ. Chị nhà gần đây à? Đó, em ngay ở đây thôi. À. Thế vắt ở đâu? Vắt cho vắt đôi dép ở đâu nhỉ? Bây giờ ra không? Sao đi chân đất ra đây à? Ừ. À, thôi chết rồi. Thì Không ở cho đây. có đây, cứ ở đây. Tao chẳng đấy. Anh ở trong miền Nam à? Vâng. Nam đang bảo bà đi vào trong miền Nam này thăm con gái kìa. Hân chị Lê á, chị Lê chị Lan kìa. Lê Anh gần chị đây à? thì ở Sài Gòn cũng gần gần Ở nhau Sài rồi. Gòn hả? Cháu thì có hai bà chị gái ở trong ấy, nhưng mà bà thì không còn.
Còn một bà thì à, thế là anh này là cháu ruột là con nhà bà chị gái à? Con bà chị gái, à, con bà cả, con chị gái cả đấy. Thế đây là khu nhà anh nhỉ cơ? Vâng, con. À, thế anh được mấy cháu rồi? Có một thôi. À thế rồi. Thế chị làm gì đấy? À, cũng làm nhà nước. À thế rồi. Mình không biết bạn nó kinh nó đơn giản nên là gì bà đừng cho sửa vào đấy là chả được gì ta hại ta đủ những cái lạ lạ và kiếp ta để nó ra cạn đi cạn đi cái cái đi chúng nó về nó chỉ đun củi cái ảo tí củi đây mà nó đun tí là xong. Cái dạ này cả nhớ có không lôi đi nó lôi về bất đóng ở đấy lúc nào rỗi đi. Thế mà lại mỗi cháu à sinh hai đứa cháu phải hơn. Anh ở trong Sài Gòn anh ở chỗ nào? Ở quận 9. À quận 9 à. Mình biết là quận 9, quận 8 là chỗ cháu biết, cháu biết là cháu có người trong Sài Gòn. Cháu xưa cháu lâu rồi, sâu rồi, cháu vào lâu thì lắm, cháu không vào. Cháu ở bên ngoại, cháu không có người. Ngày xưa là trên này một từ khúc cơ cô nhỉ? Nhà bà Son á, là Son. Làng gì? Ai? Nhà bà Son. Son, bố cháu á? Em bố. À, cô Son á? Cô Son. Là cô, trên này. Cô ở Thanh Hương. Thanh Hương. Nhưng mà cô giờ có nhà đâu hả? Cô chết đến đâu nữa? À, ừ. Cô thấy nhưng mà cũng giáp bờ đê mà đúng không? À rồi, ở ngay giáp đê ngay chỗ đồn. À cái bà Son này à, chỗ chợ đồn á. Bà chết lâu rồi. Ừ, cái bà Son. Son bà chết từ lâu. Cô Son. Đâu, có 4 năm. Thì 4 năm này rồi thì bà giờ chỉ còn có con bà. Với con bà... Bà gì gì? Lấy con nhà ai sao không biết nhưng mà. Thế bà không nhớ? Không biết bà gì bà... Bà Thiều rồi. Cái con này bà Thiều á? Cái ông ấy là ông gì? Ông còn không? Ngồi đây. Chả còn ai, còn hết ai. Ông ấy chết hết rồi. Lâu rồi. Đến đâu có không? Xuống đây, tắm xuống dưới. Thế là bố anh là anh trai của bà à? Không mẹ mẹ đấy giống bà lắm giống hệt luôn đó. À thế mẹ anh cũng vẫn còn à cơ? Ờ mất 3 năm rồi. À cũng mất 3 năm rồi. À mấy năm trước bà cũng về đây nè. Vâng chục năm mẹ à, thế bà được đông anh em không anh? 7 người hay sao nữa. À nhà tôi con à. Con nhà anh ấy. Con có 5 người. À 5 người. Trời ngô. Mùa này đi nhà nào cũng thấy ngô nhiều ghê. Thấy ngô thóc, thóc. Đi bẻ ngô. Thóc ngô ngô. Ngô. Bẻ ngô. Thôi cháu đi về anh đấy chơi nhá. Vâng vâng. Cây này cây trầu không đấy cơ.
Đây có cái miếu rồi thôi. Thôi, cái miếu này. Miếu có cổ. Không ai vào bắt hả? Mèo nè, mèo đen nè, vừa chạy sau lưng, chạy sau kìa. Ủa nãy con chó đâu à? Chó nhà hay chó? Có con nhà, con chó kia mất. Ừ. Trước tôi nhớ là ông ngoại có đan mấy cái gì mà sao rồi cho mẹ cháu mấy cái thúng cái rổ gì đẹp lắm mà. Ừ. Ông ấy đan giỏi hả? Ông đan giỏi lắm. Nhưng mà thôi không lấy, chẳng lấy cái gì. Sâu không? Này đâu sâu. Này đứng sâu, sâu ném nước. Này nước mưa này. Hồ nước mưa. Chạy đây này. Gà. Chó chạy đâu ta?
Ôi, bếp cái lửa cái cháy to. Cái kia. Hả? Mình mấy đuôi là mừng cái ơi lại cho nhặt cái cô rửa gì đó cô Liên rửa gì đó rửa chó lấy nước hay lấy sữa uống đi con. Đâu đứt được đâu. Hả? Đố làm đứt được. Đứt nè. Đứt có một chút à chứ đâu đứt được cái nguyên lá đâu. Sợ. Cây đó cây trầu không đấy con. Trầu cau đấy, cây cau. Cây đó cây trầu leo cây cau sự tích trầu cau á. Cây cau là cây cao, cây trầu là cây thấp. Ừ. Bây giờ hai cây cây trồng cái trầu với cây cau.
cho xe vào chỗ nào nóng đâu. Thôi để cháu đi mà. Nóng, 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 sốc nóng. Bỏng mất đâu. Cháu là cho dâm này. Dạ. Là cô mừng lắm vậy đấy. À. Chứ còn thì không, cô đi là không đi được. À. Vào thì cô không thể vào được. Vào đi, trời ơi. Không đi được. Nó vướng mắc ở nhà, không đi được. Cô cũng muốn đi chơi lắm chứ. Vào xem miền Nam nó thế nào mà cũng không đi được thì chị. Vào đấy thì cô vào đấy thì Lê, rồi các cháu cũng đông. Con mà nhẫn mấy đứa, rồi các cháu. Vào thì nói chung là vào thì ở đâu cũng được, không lo gì cả. Thế nhưng mà tôi không đi được thôi. Thì cô mà vào đến đấy thì cháu nào mà chả đón. Để xem điều kiện, nếu cô muốn vào một lần lắm, xem mình ra một tí đi. Thế thôi, cũng chỉ được mấy hôm thì về thôi, chịu chẳng là lâu. Mà còn ao ước thế mà còn chưa có điều kiện gặp được cái trường hợp nó phải. Thế cô bên Yên Bái, Lào Cai cô có đi thăm không? Hai chú cũng không đi. Có ngày xưa cơ, ngày xưa còn cháu chú. Mới này mới đi Lào Cai vậy này. Mới đi Lào Cai đi với ai? Đi Sapa. À Sapa. Ừ. Nhưng mà không có ai hướng dẫn thì các cháu không biết. Đến Lào Cai có lát ở đấy đấy. Vâng. Lan bây giờ nó hai đứa con đó. Con nó công tác cả rồi. Đi Lào Cai còn đi Trung Quốc nữa. Lào Cai là đi Trung Quốc. Cháu có sang Trung Quốc không à? Đi hai bố con sang Trung Quốc. Cho nó sang Trung Quốc, xem Trung Quốc. Về là về Bắc thì nó buồn, nó không như ở trong Nam. Cô đi vào trong Nam được. Nhà này khóa cửa đó, long tối chạy về. Không, nhà thì nói chung là khóa rồi, nó chẳng có gì, nó khinh được sang đến cái này. Thế nhưng mà chỗ vườn đất thôi, nó phá. Chứ vườn phá này thì một tháng sau nó mọc lại ra luôn. Nó mọc lại thì về chết mấy. Sao đâu. Cá ao nó không còn, nó không lưới hết. Ấy sao lê tiền nhiều về nó mua cho cô cái vườn khác, nó vượt khác. Thôi, sắp chết rồi. Mua là cái gì? Không mà cô đang tiếc. Không. Cô bỏ đất đây bán không ai mua mà rẻ mà. Không, đất đây bán thì không, giờ không có người mua đấy. Thế thì ai nào ai phá gì? Nó quá hết rồi, nó mua làm gì? Ngoài này bây giờ là vườn là thừa, bởi vì là chúng nó đi hết. Nhà nào cũng thế. Nhà bên đây cũng mấy thằng đi hết ở Lai Châu. Còn có mỗi thằng ở nhà. Vườn rộng. Cái nhà bên xây bên đây này, nó cũng đi hết lên trên mặt ngược, bây giờ nào có không.
đóng cửa, có ai ở đâu. Cháu đi không, cháu đi giờ, cháu đi giờ chết nắng đấy, không nắng rồi.